kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, 11 năm thành lập, trường mầm non Tuổi Thần Tiên, thị xã Mỹ Hào tổ chức ngày hội thể thao Sport Day thu hút hàng trăm học sinh và phụ huynh tham gia. Đây là hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm, góp phần giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển toàn diện tinh thần và thể chất, là tiền đề để trẻ hình thành lối sống lành mạnh, học tập đạt kết quả cao hơn. Sport Day, ngày hội thể thao của trường mầm non Tuổi Thần Tiên, thị xã Mỹ Hào là sân chơi được tổ chức thường niên dành cho các em học sinh, nhằm khuyến khích các em rèn luyện thể dục thể thao và hướng đến một lối sống lành mạnh. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19, ngày hội Sport Day năm nay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi cướp cờ, nhảy bao bố, đua xe đạp, đá bóng, được các em học sinh hào hứng tham gia. Hôm nay trò chơi đá bóng. Con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy vui. Thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Tôi yêu Tuổi Thần Tiên. Không chỉ khơi dậy và lan tỏa tinh thần thể thao, ngày hội thể thao Sport Day còn mang đến cho các em học sinh và phụ huynh những bài học về tinh thần đồng đội, sự quyết tâm, bền bỉ. Qua chương trình, các bậc phụ huynh cũng như học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển bản thân cả về thể chất và tinh thần để luôn tự tin, sẵn sàng trước mỗi trải nghiệm, thử thách mới, giúp các em học sinh phát triển toàn diện hơn. Tôi đánh giá rất cao những cái hoạt động của trường mầm non Tuổi Thần Tiên, đặc biệt là những hoạt động ngoại khóa cũng như là cách các giáo viên luôn luôn theo sát các con, đánh giá về những tình hình học tập cũng như là tình hình hoạt động thể chất, những cái khả năng những cái việc mà sinh hoạt hàng ngày, từng bữa cơm từ giấc ăn cho đến miếng ăn cho đến giấc ngủ thì các con đều được các cô là theo rất là sát. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ giáo dục thể chất, đưa các môn học giáo dục thể chất vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên mở các lớp dạy năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục mầm non hiện đại cũng được nghiên cứu và áp dụng phù hợp với nhu cầu của trẻ và phụ huynh. Thông qua ngày hội thì các con sẽ có rất nhiều cơ hội được phát triển về mặt thể lực, tăng cường về mặt sức khỏe, cũng như là tham gia vào các cái hoạt động phối hợp rất là nhịp nhàng với các bạn cũng như các thầy cô để giúp các con có thể rèn luyện các ý thức về mặt kỷ luật và tinh thần hợp tác. Nhà trường cũng đã xây dựng chương trình đào tạo, trong đó rất là chú trọng nội dung về phát triển vận động cho các con. Bằng nhiều phương pháp đổi mới sáng tạo, vận dụng các chương trình giáo dục tiên tiến, do đó chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng được nâng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm 1,5% so với đầu năm học. Qua hoạt động giáo dục thể chất góp phần nâng cao năng lực, tâm lý và trí tuệ, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn trong tương lai.